đất ở Hà Nội sốt lên và chung cư sốt lên. Thì đặc biệt các bạn biết lý do tại sao ạ? Đó là người Hà Nội rất là giàu, 13,5 triệu tỷ thì người Hà Nội gửi vào trong ngân hàng lên đến 5,2 triệu tỷ. Trong đó nhá là 4,6 triệu tỷ là tiền mặt. Và cái lượng mà cái giấy các giấy tờ liên quan đấy đến tiền ấy thì lên đến 6.000 tỷ đồng các bạn. Thử tưởng tượng rằng là người Hà Nội, và tôi đang ở trung tâm thành phố Hà Nội là Hồ Hoàn Kiếm đây. Đấy thì cái người Hà Nội ấy đi đến đâu thì bất động sản ở khu vực đó sốt đến đó. Ví dụ như là Hà Nội mà đổ tiền vào Phú Quốc thì ngay lập tức Phú Quốc dội sóng. Đổ tiền vào Đắk Lắk thì ngay lập tức là đất Đắk Lắk sốt lên. Đổ tiền vào Đà Lạt thì ngay lập tức là đất Đà Lạt là sốt lên, đúng không? Và thời điểm này như các bạn biết kinh tế khó khăn thì hầu như những người ở Hà Nội thì lại không đầu tư ở xa nữa, bởi vì chi phí vận chuyển, di chuyển, đi lại, máy bay, xe cộ, đúng không? Bay vào Phú Quốc hoặc Nha Trang thì cũng rất là nhiều chi phí. Thì người Hà Nội đang đầu tư chung cư rất là nhiều, khiến tới là chung cư tăng lên 30-40% ở những cái khu vực chung cư cũ. Bây giờ là 30m² thì cũng đều là khoảng tầm là 2 tỷ hoặc là tỷ 8, tỷ 9. Và đặc biệt là các vùng ven bây giờ tăng lên một cách khủng khiếp, như ở Vinhome, giáp Vinhome Smart City. Trước đây, trước Tết thì nó đâu đó khoảng tầm là 80 triệu đồng một mét vuông hoặc là 60 triệu đồng, thì bây giờ đều tăng lên là 140 triệu đồng ở những cái khu vực mà giá 80. Còn những cái khu vực 60 triệu đồng thì bây giờ cũng đều lên đến 90 đến 100 triệu đồng một mét vuông. Đấy thì cái bài học ở đây ấy, thấy rằng là người Hà Nội đi đến đâu thì đều sốt ở đó. Và cái cuối cùng thì nhiều người nói rằng là phải định danh bất động sản và đánh thuế bất động sản thì may ra mới hạ được cái cơn sốt bất động sản, đặc biệt là chung cư, đúng không? Quý anh chị có ý kiến như thế nào thì để lại cái bình luận bên dưới nhé. Và nhớ chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình được biết.